quá nguy hiểm cả nhà ơi. Bây giờ anh chụp cái kia đây, chụp cái kia 1 kg vô. Bây giờ anh xuống 1 kg vô đó đây. Coi còn cao không? Nhìn có còn cao không? Quá trời đục rồi. Rồi cái đây. Cái dưới đây rồi lên lượt tư. Rồi lên lượt tư đây, lên lượt tư đây. Cái biển nó hẹp quá trời mà cá nó dẻ nè, nó khó rồi ra. Nhúng nhúng lên nào. Ừ. Lỗ luôn.
Rồi tới xuống đây. Còn là chiếc kẹo chỗ mà. Đã 8 giờ tối luôn. Chưa gọi nữa. Nướng nha, nãy giờ
hết chỗ muối luôn nha, quá cào rồi. Cào mười mấy ngày không có bán, không có chỗ muối nha. Thường thường là có 5-6 ngày mình bán 1 lần rồi. Bây giờ quá trời quá trúng cá. Quá trúng cá. Trúng cá rồi, không có hầm muối luôn. Không hầm muối cá luôn. Trúng cá anh em cũng sắp thử trúng gió luôn rồi. Sống gió ghê không cả nhà. Giỡn gì chú ba, giỡn chú ba cái gì? Nghiệp quật mày nữa mày hổn mày. Giá này cá phân cũng nhiều nha. Mấy lớp cá phân nha nhỉ? 4-5 lớp à. Vài chục bọc cá phân á. Đâu vậy? Có gì các đèn á, chứ không phải thấy thấy gì chứ. Nè. Đóng ở trên đây thế nào. Cả nhà có mua nước mắm à, nước mắm cá con nữa nha. Giác uống con ngậm mà ngậm con nó chịu hoài luôn nè. Ghe cái này. Ghe cái này không bắt được nên nó ngợp cái này nè, nguyên bội luôn nha. Cái này luộc ăn sao nổi mà ăn. Cỡ này nè. Này không ăn thì muối vài bữa cũng bỏ rồi nha cả nhà. Bán chát đâu được đâu, bán ký 10.000 20.000 nhịn ký rồi. Ghẹ tươi xanh không nha. Nè, cứng ngắt luôn nè. Trên 50 triệu nha cả nhà. Giờ này trời đã tối luôn nha. Giờ này khoảng tầm 6 giờ mấy gần 7 giờ luôn nha cả nhà. Bây giờ phải tắm rửa ăn cơm biết rồi mình chuẩn bị tới giả cào buổi tối luôn rồi đó. Nói chung là làm bữa nay là hơi đắm đuối một bữa. Gì đâu chú ba làm nhiều kìa. Ăn chào đỡ gì ra muốn sợ tổ với ăn chào đỡ gì chứ sao vậy. Chai hả? Ăn chai nữa ơi. Ghé thầm cái này đi. Cá ngừ kho nha cả nhà. Bữa cơm rất là đơn giản. Ra muốn sợ tổ trồng bay phượng múa nha. Rồng xanh vượt đại dương nghe món thấy sang quá à. Nhà ra muốn sợ tỏi nó hấp dẫn à. À chú ba nè, ta chưa cầm đồ đổ nè, ăn hết trơn tô ốc nổi thì chứ chạy chú ba luôn nè. Thôi vậy ăn
cơm cái mày được. Chứ giá này cũng đói bụng rồi. Quay một hồi là không còn cơm để ăn luôn á. Ăn cơm xong thì mấy anh em mình tiếp tục vào việc đi cả nhà. Cả nhà hãy đón xem cái đụng cá tối nay sẽ như thế nào nữa nha. Cá như buổi chiều nay thì có lẽ là anh em tới 1-2 giờ sáng nữa. Trăm triệu khỏe. Ồ, sạch sạch dưới đây. Quá sạch rồi. Cái liệt nha cả nhà. Quá êm. Quá đẹp. Cái đẹp ơi. Tết hôm nay mình ăn Tết xuân đình. Đục cá này cũng tắn ngoài 2 tấn cá.
dữ rồi. Nãy giờ làm xong rồi, giờ anh em muối cá. Dễ đẩy không? Ai biết đâu. Cơm tối nha cả nhà. Đây là cá ngừ kho. Khô cá bớp. Biết không? Có mè chấm mấy whip. Có mè Hiếu làm chấm ăn mấy whip. Hiếu làm mấy mè trộn sẵn cho chú ba ăn Hiếu. Vậy thì chồng này làm đi trời. Quán không ăn, quán không ăn làm rồi. Thấy tụi không ăn. Nghe phải không? Ông nói không ăn không à, ra là ông gấp không 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 kịp tủa. Cái gì ra? Ừ. Không ra nói quá gắt, quá gắt à. Quá gắt. Không gắt ai cho ăn. Ừ. Không lẽ tao làm chi dở rồi dám ăn. Phải khen ngon rồi. Ăn nó ngon. Phải khen ngon, không khen gắt rồi. Rồi. Ừ, ăn ngon. Ăn nó không ra, nó tự ăn không ngon. Ngon Hiếu, ngon Hiếu ơi. Sợ mày rồi. Cơm của miền quá trời, gia đình gì ngộ hết. Nói chơi chứ, nói giỡn chơi với chú ba nghe cả nhà chứ không phải nói thiệt chú ba đâu nha. Nói thiệt luôn á chứ. Em với Hiếu giỡn với chú ba rồi chứ không có nói thiệt nha cả nhà. À Hiếu. Chứ cả nhà thì nó hổn nha. Tại mặt chú ba thấy ghét nó mới nói vậy thôi chứ không hổn. Chứ chú ba mà không nói là chú ba ăn cơm không vô. Chú ba nói vô ra ngoài mà nói chuyện này mày nói đừng không ăn nói đó. Chuyện này kia mới nói mày vô, tại biết sao không? Tại vì ông nói vậy rồi cầm máy quay.